khi tôi nghĩ mình là một đứa trẻ bình thường thì những đứa trẻ xung quanh tôi lại không bình thường. À không, phải ngược lại mới đúng chứ. Đó chính là tôi, một kẻ lập dị, khó hiểu và thích UFO. Trong khi tất cả những đứa trẻ khác chỉ thích các món đồ chơi, luôn luôn vui vẻ khi được bố mẹ tặng cho một con búp bê, một siêu nhân mới, thì tôi lại bị cuốn vào thế giới ở ngoài vũ trụ. Tôi nhìn lên bầu trời, nhìn những ngôi sao đang phát sáng, tôi luôn tự hỏi, không biết thế giới ngoài kia trông như thế nào? Không ai ngăn cản được trí tò mò của tôi. Tôi luôn đặt ra rất nhiều câu hỏi. UFO có thật sự tồn tại? Người ngoài hành tinh trông như thế nào? Tại sao mọi người luôn cảm thấy nực cười khi nghe ai đó nói đã từng thấy UFO? Chính phủ có thật sự đang che giấu các thông tin về chúng? Bài viết này tôi muốn đưa ra góc nhìn riêng của bản thân, không phải là sự chế giễu, cười nhạo, mà là viết một cách nghiêm túc nhất. Chúng ta hãy cùng theo chân tác giả Minh Minh để khám phá chủ đề người ngoài hành tinh, UFO, qua bài viết Kẻ lập dị thích UFO. Link của bài viết sẽ được chúng mình để ở phía bên dưới phần mô tả của video nếu bạn quan tâm. Đừng quên ghé đọc và thảo luận trực tiếp về chủ đề này các bạn nhé. Còn bây giờ thì hãy cùng bắt đầu video ngay thôi. Với kinh nghiệm 7 năm xây dựng cộng đồng và am hiểu người trẻ, Spyroom trân trọng giới thiệu Spyroom Media, cầu nối giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng trẻ. Spyroom Media sẽ đem tới hai sản phẩm chính, gói tiêu chuẩn và gói chiến lược. Với gói tiêu chuẩn, bạn sẽ đồng hành cùng Spyroom Media thực hiện chiến dịch truyền thông đa nền tảng trên hệ thống Spyroom, bao gồm website, YouTube và các nền tảng mạng xã hội. Với gói chiến lược, Spyroom sẽ giúp bạn tư vấn, quản trị đến thực thi các chiến dịch phù hợp với từng nhu cầu của doanh nghiệp. Tìm hiểu thêm về Spyroom và các cơ hội hợp tác tại website spyroom.com và các nền tảng khác. Tôi bắt đầu dành rất nhiều thời gian ngồi coi các bộ phim tài liệu về vũ trụ, không gian, người ngoài hành tinh, UFO, thậm chí là cả những nghiên cứu của các nhà khoa học về thời gian. Nói thật ra là đôi khi tôi cũng không thể hiểu hết về chúng, bởi vì lúc đó tôi mới chỉ học lớp 3. Tôi thấy mình là một đứa trẻ kỳ lạ, chả giống ai. Tôi suốt ngày chỉ dán mắt vào TV. Tôi bị ghiền xem tất cả các chương trình phim tài liệu trên VTV2 vì nó có mọi thứ mà tôi muốn biết. Một kênh nữa mà tôi rất thích xem đó chính là VTC14. Tôi đã từng xem hết 12 tập của một bộ phim tài liệu nói về việc không biết người ngoài hành tinh có thật sự tồn tại. Chỉ một bộ phim tài liệu đã tóm gọn hết tất cả những sự kiện đã từng xảy ra trên thế giới. Tất cả lời nói đó đều được dẫn chứng bằng số liệu, các nghiên cứu khoa học và hình ảnh có thật. Tôi còn nhớ như in về những gì mà vị giáo sư người Việt Nam của một trường đại học nổi tiếng đã từng nhận định về sự tồn tại của UFO. Khi có người hỏi ông ấy, theo giáo sư, UFO hay người ngoài hành tinh có thật sự tồn tại hay không? Vị giáo sư đã không nghĩ quá nhiều mà đưa ra câu trả lời là sẽ không bao giờ có một sinh vật nào có thể sống được ở ngoài vũ trụ. Ông ấy có những suy luận từ kinh nghiệm làm khoa học của mình. Nhưng khi tôi xem câu trả lời ở tập cuối cùng đó, tôi vẫn luôn cảm thấy nó chưa thỏa mãn với sự tò mò của mình. Tôi không muốn bác bỏ ý kiến của ông ấy, tôi chỉ cảm thấy khó hiểu ở chỗ. Rõ ràng vũ trụ này quá lớn so với chúng ta, thậm chí ngay cả trái đất chúng ta còn chưa hiểu hết được thì làm sao có thể chắc nịch với nhận định đó. Tôi tin chuyện gì cũng có thể xảy ra. Có lẽ chúng ta cần có một thời gian chín muồi để chấp nhận rằng mình không hề cô đơn trong vũ trụ này. Vào tháng 8 năm 2021, tôi đã không quá bất ngờ khi Netflix cho ra mắt một bộ phim tài liệu Top Secret UFO Project Declassified, dự án UFO tuyệt mật, hé lộ bí ẩn. Mọi người bắt đầu chú ý về nó. Bộ phim đứng thứ tư trong danh sách các phim truyền hình hot nhất tháng 8 năm 2021 của Netflix. Nhưng bản thân tôi sau khi xem hết 6 tập, tôi vẫn cảm thấy hơi hụt hẫng. Có lẽ tôi đã kỳ vọng quá cao. Tuy nội dung vẫn có thêm những sự kiện mới đây nhất tầm 10 năm đổ lại, nhưng tôi vẫn thấy nó vẫn chưa đủ. Nó vẫn là những nhận định chẳng khác gì lúc nhỏ tôi đã coi. Bộ phim dự án UFO tuyệt mật hé lộ bí ẩn có nội dung đi sâu vào sự xuất hiện của các vật thể bay lạ trong lịch sử thế giới, đồng thời nhắc đến các nỗ lực che đậy của chính phủ, quân đội Mỹ để đảm bảo danh dự cho chính mình. Mặc dù tính chính xác của bộ phim tài liệu vẫn còn chưa rõ, nhưng không thể phủ nhận các lập luận bộ phim đưa ra. Tất cả đều dựa trên những nghiên cứu và nhân vật có thật từ trong lịch sử. Tuy nhiên, có nhiều câu hỏi vẫn bị bỏ ngỏ. Cho đến tận tập cuối cùng, tôi cảm giác như không có một câu trả lời nào thật sự đủ thuyết phục. Rốt cuộc, chúng ta có đang một mình trong vũ trụ này?
Bạn có nhận ra là mấy năm gần đây chúng ta đang liên tiếp phát hiện ra các sự việc liên quan đến vật thể bay không xác định được nhiều người quay lại? Không quá khó để bắt gặp các video hay hình ảnh đó ở trên Facebook, TikTok hay là YouTube. Thậm chí là các kênh chính thống cũng đưa tin về các số liệu xác nhận đã nhìn thấy UFO. Tôi chưa bao giờ thấy các thông tin về sự xuất hiện ở các vật thể bay lạ lại được công khai nhiều đến như vậy. Nếu như mấy năm trước đây chả ai dám nói về UFO vì sợ ai đó sẽ chê cười mình, không dám thừa nhận về việc mình đã nhìn thấy UFO. Nhưng từ năm 2021, tôi đã thấy có một sự thay đổi nhất định. Mọi người bắt đầu nhìn nhận một cách nghiêm túc chưa từng thấy. Năm đó, Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia và đội chuyên trách về UFO của Hải quân Mỹ cũng đã công bố báo cáo về 144 vụ chạm trán giữa phi công nước này và UFO trong giai đoạn từ năm 2004 đến năm 2021. Trong số 144 trường hợp này, 18 trường hợp vật thể được báo cáo là có hành vi bất thường như đứng yên trong gió trên tầng cao, di chuyển ngược chiều gió, di chuyển nhanh bất ngờ mà không có phương tiện đẩy rõ ràng. Có một đoạn phim được quay lại bởi camera trên chiếc chiến hạm USS Omaha vào ngày 15 tháng 7 năm 2019 do Lầu Năm Góc công bố về các vật thể bí ẩn trong không khí có tốc độ và khả năng cơ động vượt quá công nghệ hàng không đã biết. Tôi đã dành nửa ngày chỉ để ngồi đọc hết bình luận của mọi người về sự việc này. Tôi cảm giác họ có góc nhìn hoàn toàn khác so với trước đây. Nhiều người đặt ra câu hỏi, tại sao thời điểm năm 2021, Lầu Năm Góc lại quyết định công bố video về các vật thể bay không xác định? Tôi nghĩ rằng đó là thời gian chúng ta đang sống chậm lại khi cố gắng vượt qua đại dịch COVID-19. Cách ly trong một thời gian dài, đó thật sự là khoảng thời gian khó khăn trên toàn thế giới. Khi đối diện với cái chết, chúng ta thật sự cảm thấy sợ hãi và bắt đầu quay ngược lại thời gian. Tự hỏi, rốt cuộc trước khi đại dịch diễn ra, chúng ta đã sống như thế nào? Tôi nghĩ chính là nhờ đại dịch mà chúng ta đã biết trân trọng hơn khoảng thời gian mà mình đang có, cố gắng nhìn nhận mọi thứ theo góc nhìn khác hơn, sống chậm lại và suy nghĩ chậm lại. Cũng vì thế, đó sẽ là thời điểm vàng để giúp chúng ta bình tĩnh chấp nhận mọi việc có thể xảy ra. Tôi biết là vẫn có nhiều người cảm thấy hoài nghi về độ xác thực của các thông tin, video, hình ảnh về UFO được công bố, nhưng bạn hoàn toàn có quyền lựa chọn một câu trả lời thuyết phục hơn. Tôi đánh giá năm 2022 là một bước tiến vô cùng quan trọng. Đây là hình ảnh của Phó Giám đốc Tình báo Hải quân Scott Perry điều trần về UFO trước Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ hồi tháng 5 năm 2022. Tờ Guardian vào ngày 10 tháng 6 năm 2022 đã đưa tin cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ, NASA, chính thức lập nhóm nghiên cứu nhằm phân tích mọi chứng cứ và phát triển các phương thức, công cụ thu thập dữ liệu nhằm tìm hiểu bí mật về các vật thể bay không xác định hay còn được gọi là UFO. Mới nhất vào đầu năm nay, theo một báo cáo được công bố, chính phủ Mỹ đang xem xét 510 trường hợp trình báo nhìn thấy vật thể bay không xác định, trong đó hàng trăm trường hợp vẫn chưa giải thích được. Có tới 13.500 người tuyên bố đã nhìn thấy UFO hình tam giác màu đen bay thấp và im lặng ở Bỉ trong 5 tháng. Năm 2023 có lẽ là năm chúng ta không còn cảm thấy quá bất ngờ nếu quay được lại một video về UFO ở trên bầu trời. Gần đây tôi có đọc một cuốn sách vô cùng hay của Stephen Hawking, một trong những nhà khoa học có ảnh hưởng lớn nhất trong thời đại, có tên là Vũ trụ trong vỏ hạt rẻ. Cuốn sách bán được hơn 10 triệu ấn bản trên thế giới này, như khiến tôi được mở mang nhiều thứ. Về sự vận hành của vũ trụ, thời gian dẫn dắt tôi vào hành trình khám phá những bí mật của vũ trụ, từ siêu trọng lượng đến siêu đối xứng, từ thuyết lượng tử đến thuyết mờ. Theo Stephen Hawking, con người ở trong hình dạng hiện thời mới được có 2 triệu năm, trong khoảng 15 tỷ năm kể từ vụ nổ lớn. Khoảng thời gian mà loài người có mặt chỉ là một phần rất nhỏ của lịch sử vũ trụ. Bất kỳ một cuộc sống ngoài trái đất nào mà chúng ta gặp thì đa phần là phát triển chậm hơn hoặc là nhanh hơn chúng ta rất nhiều. Đây là lịch sử về vũ trụ. Nếu hình bên trên được biểu diễn theo tỷ lệ độ dài mà con người có mặt chỉ là 7cm của 1km độ dài lịch sử vũ trụ. Nếu sự sống có phát triển ở trong các hệ tinh cầu khác thì cơ hội bắt gặp nó trong giai đoạn giống như con người là rất nhỏ. Có thể thật sự có một sinh vật phát triển ngoài trái đất nhận thấy sự tồn tại của chúng ta. Điều đáng ngờ là sinh vật đó lại cẩn trọng với một hình thức sống thấp hơn chúng đến thế. Liệu phần lớn mọi người trong số chúng ta có lo lắng về việc có bao nhiêu vi khuẩn và giun đất mà ta dẫm dưới chân hay không? Chúng ta luôn cho rằng mình là sinh vật có trí tuệ. Chúng ta có xu hướng xem xét trí tuệ như là một trình tự tiến hóa chắc chắn sẽ xảy ra. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể nghi ngờ điều đó. Tôi nghĩ rằng chúng ta hãy cứ để thời gian trả lời bằng một câu trả lời đủ thuyết phục nhất.
Trên đây là toàn bộ góc nhìn của tác giả Minh Minh về chủ đề vật thể bay không xác định UFO. Bạn nghĩ sao về những điều trên? Bạn có tin là có một ngày thật gần, chúng ta sẽ được chứng kiến tận mắt sự xuất hiện của UFO tại Việt Nam? Hãy chia sẻ cho chúng mình biết những suy nghĩ của các bạn ở dưới phần bình luận video này nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Mình là Pink Dot, còn đây là Spy Room. See ya!